Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Cổ động viên chê U22 Việt Nam tan nát, đòi huấn luyện viên Chelsea từ chức. U22 Việt Nam thua đau U22 Indonesia, tiếc nhưng xứng đáng. Huấn luyện viên trưởng Indra Syafri ném biên là bí mật của U22 Indonesia. Cổ động viên chê U22 Việt Nam tan nát, đòi huấn luyện viên trưởng Chelsea từ chức. Các cổ động viên Việt Nam bày tỏ sự thất vọng sau trận thua của thầy trò Chelsea trước U22 Indonesia. U22 Việt Nam thua đau trước Indonesia ở bán kết SEA Games 32. Việt Nam liên tiếp để đối thủ dẫn trước nhưng đã cố gỡ hòa. Trong 30 phút cuối, Việt Nam có lợi thế hơn người. Tuy nhiên, việc mải mê tấn công đã khiến cho các học trò của huấn luyện viên Chelsea phải trả giá bằng bàn thua thứ 3 ở phút bù giờ. Việt Nam trở thành cựu vương sau 2 lần vô địch SEA Games liên tiếp. Trận thua từ bán kết đã ngay lập tức khiến cho Việt Nam phải đón nhận sự phẫn nộ từ cổ động viên nhà. Ông Park Hang-seo đúng là không biết tấn công giỏi. Thủ, thời ông Park chỉ biết đội tuyển Thái Lan mới làm toang hoác hàng thủ của chúng ta mà thôi. Một cổ động viên thể hiện sự bức xúc trên mạng xã hội. Cơ bản là Việt Nam quá nóng vội, cơ hội trước mắt nhưng không tận dụng được. Dù sao đây cũng là khởi đầu ổn với ông Chelsea, hy vọng ông sẽ gặt hái được quả ngọt trong thời gian tới. Một cổ động viên tỏ ý thất vọng trước lối chơi của đội bóng áo trắng. Một tài khoản khác đánh giá: tôi xem bóng đá nhiều năm rồi, hôm nay tôi mới thấy một đội bóng phòng ngự trước những quả ném biên bằng cách đưa người ra chắn. Lâu lắm rồi tôi mới âm ức vì một trận thua kiểu như thế này. Thực chất ta sẽ phải nhìn nhận lứa này còn yếu hơn và non lắm. Một bình luận khác xuất hiện sau trận đấu của Việt Nam. Có cổ động viên còn cho rằng Việt Nam đã tự tin không đúng lúc, háo thắng, đá không chắc chắn, trong khi có lợi thế để đưa vào hiệp phụ khiến họ nhận đòn hồi mã thương từ U22 Indonesia. Chuyên gia Nguyễn Sĩ Hiển cũng lắc đầu khó hiểu, bình luận đâu cần vội vàng để dâng lên khi lùi về làm sao còn sức nữa. Bốn cầu thủ áo trắng đều một cầu thủ Indonesia lách người rồi giữ điểm. Bài học ngày hôm nay sẽ còn lưu lại cho những lứa trẻ sau này. Chúng ta quá mải mê hút vào tấn công, những cú sút cũng rất vội vàng. Tôi cho rằng các cầu thủ còn quá non kinh nghiệm. Dòng trạng thái đời huấn luyện viên Chelsea từ trước cũng xuất hiện với mật độ dày đặc trên báo chí cũng như các mạng xã hội. Đa phần ý kiến đều đặt huấn luyện viên Chelsea trong mối quan hệ so sánh với thầy Park Hang-seo, đồng thời tỏ ý tiếc nuối thời kỳ vàng son với rất nhiều thành tích của ông thầy người Hàn Quốc. Áp lực lên huấn luyện viên Chelsea là cực lớn. Với việc dẫn dắt lứa U22 Việt Nam không có những cầu thủ vừa tuổi, chưa kể chất lượng nhân sự khá yếu, khiến cho kết quả dừng chân trước chung kết được giới chuyên môn dự đoán ngay từ trước khi SEA Games 32 bắt đầu. Sau trận thua này, Việt Nam sẽ còn thi đấu trận tranh huy chương đồng ngày 16 tháng 5. Đối thủ của Việt Nam sẽ là đội thua trong cặp U22 Thái Lan gặp Myanmar. Việt Nam thua đau Indonesia, tiếc nhưng xứng đáng. U22 Việt Nam thất bại trước Indonesia, dù đáng buồn nhưng cũng phản ánh đúng thực tế. Đội bạn xứng đáng lấy vé chung kết SEA Games 32 hơn. Khi tiếng còi tan trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 vang lên, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đổ gục xuống sân và không thể tin vào những gì đang diễn ra. Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Văn Trường, những người đã cháy hết mình trong một trận đấu căng thẳng rơi nước mắt tiếc nuối, đau đớn vì kết quả quá nghiệt ngã. Khó có thể cầm lòng khi mà diễn biến của trận đấu không khác gì một bộ phim mà độ kịch tính đã đẩy lên cao nhất. Việt Nam liên tục bị dẫn trước rồi gỡ hòa, chơi hơn người, ép sân trong quãng thời gian rất dài nhưng rốt cuộc chiến thắng lại thuộc về U22 Indonesia. Kết quả trận đấu không chỉ khiến cho các cầu thủ tiếc nuối, hụt hẫng, mà hàng triệu cổ động viên cũng chung một cảm giác, đó là thất bại trước U22 Indonesia quá nghiệt ngã cho đoàn quân của huấn luyện viên Chelsea, nhưng cũng lại rất bóng đá. Việt Nam không thể đổ lỗi cho thiếu may mắn, bởi điều này là công bằng. Indonesia có bàn thắng dẫn 2-1 nhờ một cú sút chạm người đổi hướng, nhưng cũng nhận bàn thua từ một pha phản lưới. Vậy nên các học trò của huấn luyện viên trưởng Chelsea chỉ nên tự trách mình vì chơi hơn người trong cả gần một hiệp đấu, ép sân tuyệt đối nhưng không thể kết liễu trận đấu bởi một điều, đó là thiếu bản lĩnh. Vì thiếu bản lĩnh, không có độ lạnh lùng cần thiết nên tất cả vội vã trong các đường truyền cuối cùng ở thời điểm U22 Indonesia bắt đầu xuống sức chơi chuột choạc. Nhưng giờ trách cũng chẳng để làm gì, nhất là khi bóng đá luôn như vậy. Tấn công nhiều, không ghi bàn sẽ phải trả giá. 3. U22 Việt Nam không thể bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games, đáng để buồn. Nhất là cơ hội vào chung kết thực sự cũng đến rất gần. Nhưng phải thừa nhận sự thật, U22 Indonesia cũng xứng đáng vào chung kết bởi chơi chững chạc, điềm tĩnh hay nói đơn giản là sự lì lợm cùng với lối chơi có tổ chức tốt hơn so với U22 Việt Nam. Thất bại hay thành công ở một giải đấu không phải điều gì quá thất vọng, nhất là khi sự tiến bộ qua từng trận đấu của Việt Nam rất đáng ghi nhận. U22 Việt Nam hiện tại về bản chất trước SEA Games 32 không được kỳ vọng nhiều,
bởi ít nhân tố nổi bật, thế nên việc các cầu thủ tiến bộ dần theo thời gian rất đáng hy vọng thay vì nhận về những chỉ trích nặng nề. Giờ là lúc mà người hâm mộ và cổ động viên kề vai sát cánh và U22 Việt Nam cần đứng dậy sau thất bại nhằm giành huy chương đồng cũng như trưởng thành hơn. Huấn luyện viên trưởng Indra Syafri ném biên là bí mật của U22 Indonesia. Ông Indra Syafri không tiết lộ bài ném biên giúp Indonesia hạ gục Việt Nam 3-2 ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra vào chiều ngày 13 tháng 5 trên sân Olympic. Cảm ơn trời vì chiến thắng này, đây là trận đấu khó khăn vì chúng tôi chiến đấu đến phút cuối cùng khi mà chỉ còn 10 người trong đội hình. Tôi cũng muốn cảm ơn ông Chelsea bên phía Việt Nam, họ đã trình diễn một trận đấu hay với nhiều thay đổi chiến thuật mới. Tôi nghĩ điều này tốt cho bóng đá Việt Nam, họ đã chơi thông minh, cá tính, xứng đáng được chờ đợi với một thế hệ cầu thủ mới, ông Indra Syafri nói sau chiến thắng 3-2. Chiến lược gia 60 tuổi cũng nói về bí quyết chuẩn bị cho giải đấu mỗi khi tuyển đều có một huấn luyện viên phụ trách. Chúng tôi chuẩn bị kỹ từ khi tập huấn, luôn có một đội ngũ ban huấn luyện sau mỗi tổ đội chơi cùng nhau ở các tuyến. Hàng thủ thì có huấn luyện viên riêng, hàng tiền vệ có huấn luyện viên riêng và hàng tiền đạo thì cũng như vậy. Tôi phải cảm ơn đội ngũ bác sĩ chăm sóc tốt cho toàn đội. Indonesia mở tỷ số trước từ một pha ném biên vào trong vòng cấm của Việt Nam. Cầu mang Trisnanda mang vào đánh đầu tung lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn ở phút thứ 10. Đến phút 36, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng đánh đầu ngược gỡ hòa một đều cho thầy trò ông Chelsea. Sang hiệp 2 ở phút 53, Ahan lại thực hiện quả ném biên rất mạnh vào phía trong. Sau cú đấm bóng của Quan Văn Chuẩn, Ferdinand lao vào bắt volley từ ngoài vòng cấm khá trống trải nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng xứ Vạn Thảo. Phút 79, Ngọc Thắng tạt bóng từ bên phải, sau đó thì Văn Tùng xuân tiến gây áp lực khiến hậu vệ của Indonesia phản lưới nhà. Việt Nam gỡ hòa 2 đều. Phút 90+6, Việt Nam bất ngờ bị dẫn trước 2-3 sau một pha bóng phản công. Tafani tung cú sút ngoài vùng cấm đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn. Ông Indra Syafri rất tiếc khi cầu thủ số 2 Ahan bị thẻ đỏ và không thể thi đấu trận chung kết. Cầu thủ này lãnh 2 thẻ vàng trong trận thắng Việt Nam. Anh thực hiện cả hai quả ném biên vào vùng cấm địa của thủ môn Quan Văn Chuẩn và gián tiếp giúp cho U22 Indonesia có những bàn thắng quan trọng vừa lên dẫn trước. Nói về việc chuẩn bị cho hai phương án tấn công bằng ném biên, ông Indra Syafri từ chối vì còn phải thi đấu trận chung kết. Đó là bí mật của Indonesia và tôi chưa thể nói lúc này. Còn về việc thay đổi cầu thủ thì chúng tôi có phương án đưa hai người vào những phút cuối. Khi mà Việt Nam dồn hết 1/3 cuối sân để tấn công thì chúng tôi tận dụng bài phản công, ông Indra Syafri nói. Indonesia sẽ thi đấu trận chung kết vào tối ngày 16 tháng 5 trên sân Olympic. Việt Nam tranh trận hạng 3 với đội thua giữa Thái Lan với Myanmar vào lúc 16 giờ cùng ngày. Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!